Nắng hả Sơn Hà? À, hôm nay Sơn Hà cùng với má Năm đi công chuyện cả nhà ha. Hoàng Sơn cùng cô chú mình cùng đi ha. Hoàng Sơn chào cả nhà. Bữa nay mình nhận được 15 triệu của chị Kim. Hôm nay mình sẽ gửi cho mấy bé ở chùa Giác Nguyên là 5 triệu ha. Và chùa Pháp Tánh là 10 triệu. Tại vì chùa Pháp Tánh là đông bé hơn, tới 50 mấy bé lận. Còn ở đây là hăm mấy 30 bé. Rồi mình cùng vào chùa nghe. Chùa xây nay xong rồi mới đẹp mà. Do chùa này là cũng 100 năm rồi, nên là hồi xưa là chùa lá. Rồi thầy mới là xây nay mấy năm rồi, xây cũng kinh phí không có đủ đó, rồi xây lần lần. Nếu mà cô chú mình muốn đến thăm chùa hoặc là thăm mấy bé đó, mình có thể đến ngay thị trấn Cần Giuộc ha, mình hỏi chùa Giác Nguyên. Ở đây là đường Nguyễn An Ninh nè, khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Chùa đẹp quá ha, nhưng mà công trình vẫn chưa xong. Tại vì thầy nói làm lần đặng sử dụng công nhà. Thầy đi dọn dẹp rồi chuẩn bị phụ. Trời chuyển mưa mây bay quá trời luôn. Nay mùa mưa mà. Dạ, chùa rộng. Ở dưới là tầng hầm. Thầy để làm kho chứa đồ. Thầy đang trồng trà. Trà. Giống cây rau má nhưng mà cái lá nó lạ ha. À, rang rang. Lá nó có rang rang. Chắc không phải rau má đâu. Rồi mà lại đang nó chờ thầy, con mới gọi thầy xong. Rồi thầy ra kìa. Dạ thầy, chùa nay đẹp quá thầy ha. Bức tượng chưa xong hả thầy? Cây khế chua hơn ngọt chưa thầy? Cây khế này có chua. Cây khế này mấy chục năm rồi đó. Dạ. Lúc mà ông Thanh thầy còn sống là hay cho con đi xin cái rễ bằng chiếc đũa. Dạ. Đó, rồi xong rồi cái đem về trồng. Dạ. Trồng mấy chục năm. Năm như là năm tám mấy. Chứ hồi đó đi học cái cây khế ngọt đó hai người mình nè. Ôi mới hết cái gốc kìa, hôm nay đi ngang mày chỉ hoài đó. Dạ. Chứ học cái lớp mà mẹ mới học lớp 1 đó. Dạ. Hai người ôm về nó mới hết đi gốc. Họ bán quá chừng. Nay không có thợ làm hả thầy? Có. Nên đang làm cho mình. Dạ. Thế gì vậy? Dạ. Dạ. Rồi. À, thầy cho con gửi 5 triệu của cô Kim giúp đỡ mấy bé thầy. Cũng gửi về giúp đỡ cho chùa thành thợ. Dạ. Thầy xin cảm ơn cô Kim đã có sự quan tâm đến chùa để chia sẻ với thầy, cho con chăm sóc, nuôi các bé. Chúc cho cô được thật nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn luôn hạnh ngộ thiện duyên. Dạ. 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 Mấy bé cũng khỏe thầy hả? Dạ khỏe. Dạ. Mấy bé ở phía sau thầy hả? Ở phía sau. Nay nghỉ hè rồi đâu có đi học thêm hả thầy? Các bé không có học luôn. Dạ. Học rồi cô giáo về đây dạy hả thầy? Dạ. Dạ mình thuê hay là người ta dạy tình nguyện thầy? Có mấy vị ta tình nguyện. Dạ. Có những cái môn nào mà đặc biệt thì phải thuê thầy giáo. Nay chắc mấy bé cũng học cỡ lớp 5 hả thầy? Từ lớp 1 lớp 5. Năm nay thì có hai bé vô hai bé Nguyễn Phúc Thọ sinh đôi. Thì vô lớp mầm non. Dạ. Còn bé Nam thì năm nay vô lớp 1 rồi. Dạ. Còn các bé kia thì năm lên lớp 3. Dạ là cỡ lớp 3. Lớp 3. Dạ. Thì còn mấy bé lớn thì lớp mấy thầy? Bé lớn thì lớp 5. Ờ cũng lớn ha. Lớp 9. Là một em lên lớp 10. Ủa, mấy em sau lớp 10 là mình nhận khi nào mà mấy em lớn vậy thầy? Lúc nhận là bắt đầu về đây là em học lớp 2. À lớp 2 thầy nhận. Dạ. Về đây bắt đầu thầy cho đại học lớp 2. Dạ. Lên lớp 10. Là lúc đó lớn rồi mà sao nhận thầy ha? Cái hoàn cảnh của hai em đó gia đình khó khăn hả? Lúc đó là bé không có cha. À dạ, là tai nạn hả? Mẹ bị lao thì sao? Dạ. Cái chân nhỏ như cổ tay đứng không được. Dạ. Hai chân phải đắp chéo nhau mới đứng được, không thôi lạnh. Dạ, năm gái nhà chùa. Dạ, tại vì thường con thấy là hay bỏ mấy bé sơ sinh mà nghe nói nay lớp 9 thấy lúc sao? Đó là đem cho thầy không nhận.
Dạ. Thì nói bé có mẹ thì không nhận. Dạ. Nếu mà có hoàn cảnh khó khăn gì đó thì sẽ vận động thì hỗ trợ. Dạ. Thì mẹ mới nói là tại vì thương con mới đem đi đây. Dạ. Chứ nếu mà không thương con để ở nhà thì nó sẽ đi cuộc đời. Dạ. Tại vì bây giờ là không nhà không cửa. Dạ. Người không có người thân. Dạ. Mà bản thân nhiều khi cái sức khỏe của mình phải nhờ người khác hỗ trợ. Dạ. Thì không làm gì được cho mình hết. Cho nên là nếu mà giữ cái bé lại thì không thể chăm sóc được. Dạ. Lúc đó là bé Trân nó đi, nó vào học lớp mà lớp 2 được đông tuần lễ. Dạ. Nghỉ luôn. Dạ. À, thì bé An là chưa đi học, xong rồi về bắt đầu thay mới lúc đó chưa nhận thì nói cũng năn nỉ quá, thì mới nói giờ nếu mà trường hợp đúng như vậy thì mình về mình làm tờ giấy xác nhận hoàn cảnh. Dạ. Ở chính quyền địa phương xác nhận là đúng sự thật như vậy thì lên đây thầy sẽ hỗ trợ. Thì lúc đó về đâu được mấy hôm là mới ông trưởng khu phố xác nhận thôi, chưa ra phường xã. Dạ. Thì bé Trần bị bắt cóc. Dạ. Bắt cóc. Dạ. Bắt cóc rồi tới báo công an, thì tới chiều là chở bé An xuống gửi, 8 giờ tối công an mới bắt cái người bắt cóc á. Dạ. Bắt được. Dạ. Mới dẫn bé Trần về, thì sáng hôm sau á là chở xuống đây thầy thấy thì thầy mới nhận. Dạ. Chứ lúc đầu thầy không có nhận. Dạ. Dạ. Cũng nhiều hoàn cảnh éo le. Dạ. Mẫu bé hoàn cảnh khác. Cái người ta bắt cóc là người ta đem về nuôi hay người ta đem bán không biết. Nó bị ngáo đá. Dạ. Dạ. Đây là cái hoàn cảnh của bé lớn nó về với cái chùa mình, nó trong hoàn cảnh như vậy. Dạ. Tại con nói ở sao mà bé sơ sinh nhận bé sơ sinh không mà nay lớp 9 là lớn dữ lắm rồi. Dạ. Bé Trang này cũng giỏi lắm. Dạ. Nó đi học về rồi. Là gia đình nó ở gần không vậy thầy? Cũng ở Cần Giuộc mình. Dạ. Dạ. Cái gốc thì ở Long Hậu nhưng mà lúc vậy mà nó cũng biết quê nó ở đây, nó cũng biết. Dạ. Lâu lâu mẹ có tới thăm. Dạ. Bây giờ mẹ anh đi được rồi. Dạ. Nhưng mà giờ thầy để là cho cái bé ở đây để lo ăn học. Dạ. Sau này cái bé lớn lên trưởng thành rồi thì lúc đó là nó sẽ tự quyết định. Dạ. Là nó ở với mình hay là nó về với gia đình hay là như thế nào là tùy. Dạ. Chứ mà là mình chỉ cua mang để dạy dỗ định hình cho các cháu thôi. Dạ. Còn lớn lên là tùy tự nó. Dạ. Công trình mình chừng nào mới xong thầy dự định vậy thầy? Thì đang dự định thì khoảng cỡ tháng 7 thầy làm lễ ăn tượng Phật. Dạ, là thầm tháng 7 là xong. Dạ, còn cái công việc gì bên ngoài nữa mình chưa xong thì mình làm sao. Dạ. Nhưng mà ở trên chính điện trên là phải làm trước. Dạ. Con xin phép đi sớm tại vì xe để ngoài sợ người ta ra vô không được. À. Tại vì có cái công trình đang xây dựng đây nè, không có chạy vô. Dạ. Dạ. Dạ, thầy khỏe ha, mấy em cũng khỏe. Dạ, dạ, con cũng còn đi nhiều nơi. Dạ. Sơn Hà, lại chào ông Sơn Hà. À, được rồi. Sơn Hà. Dạ. Cái bông đó là tổ đẹp đó thầy. Dạ. Vậy mình trồng trồng cái gì, trồng ba, trồng ông gì đâu có bông, cũng đẹp có bông được. Cái này mình bán là nó ra bông vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình tiếp tục lên đường ha. Rồi cây dưa leo nó lấy nhiều. Ủa bông gì đẹp quá mẹ. Đẹp quá. Rồi thầy tặng hả? Trời ơi, dạ cảm ơn thầy. Dạ, không có thầy. À, nhìn cái lá nó bóng lưỡng, nhìn giống cái bông giả. Dạ. Mình trồng trồng ba nó có bông, còn cái này nó đẹp mà có bông. Dạ, bông đẹp ha. Nó dễ trồng. Dạ. Dạ, tôi hẹn anh về. Nó tên gì thầy? Cái thầy quên. Cái gì anh thì quên. Cái quá. Dạ, cái gì nhờ cô chú khán giả nhắc giùm nghe. Thầy quên. Dạ. Còn mình muốn chiếc nó ra mình. Cái này mình chụp hình mình đưa lên Google là nó. Dạ, à, chụp hình đưa lên Google là ra. Ra. Thầy có biết chiếc nó không? Thầy không biết nữa. Dạ. Thầy nghĩ là chắc có lẽ là nó cũng cắt nhánh dâm được á. Chắc như dưa trầu bà này vậy đó. Dễ thương quá. Ủa ngày này mới đem về hả thầy? Thấy đem, nhiều. Đem về không, cũng 2 tháng rồi. Dạ, với thầy cũng chưa biết cách chiết nó ra nữa. Dễ thương quá. Dạ, thưa thầy con về. Dạ. Thưa Hà, thưa ông đi. Có thưa ông con về. Dạ, giỏi. Thầy có sách phụ không ạ? Mong người đẹp ha, mình về trồng để nghiên cứu cái cách mình dâm ra để cho nó ra nhiều cây. Anh có cầu nè. Bông cầu. Dạ. Tú cầu. Tú cầu không vậy. Dạ, bông bự lắm. Ủa tú cầu với cẩm tú là khác nhau hả thầy? Là cẩm tú cầu là đó. À là nó. Với lại cái này nó hai loại nha. Loại cái này với loại thân gỗ. Dạ. Thân gỗ là nó to lên nhìn nó ra bông như là cái cây bông bụp bụp á, mà nó lớn. Dạ. Cái này nó hết rồi cái mình cắt. Cái này mình cắt xuống nè. Mà Đà Lạt mình trổ bông bự không biết em về đây trổ bông bự không? Không, bông bự lớn. Dạ. Mình cắt ra là cái khác. Dạ. Cái mình à, ông Phật. Con thưa ông Phật đi. Con thưa ông Phật, khoanh tay lại thưa ông. Khoanh tay lại. Thưa ông. Mô Phật đi. Mô Phật.
Thấy nó thấy bức tượng nhỏ quá. Dạ, thấy bức tượng nhỏ rồi. Chứ vô chùa gặp bức tượng lớn tự nhiên thưa ông. Thấy bức tượng nhỏ giống em bé nên là dạ. À, dạ. Đủ màu đẹp quá ha. Ngũ sắc. À, đúng rồi, cho mỗi là nó đó. Dạ. Dạ. Rồi nhiều loại quá ha. Dạ. Nhiều màu luôn. Dạ. Ồ, đủ màu luôn. Ừ. Rồi, đẹp quá ha. Ghép đủ màu luôn. Rồi. Nè, màu trắng nè. Màu vàng, màu hồng nè. À, bên đây màu đỏ nè. Ờ, à, quá trời màu luôn. Hồi đó thấy mình nó chỉ có cái màu cam cam thôi. Giờ thấy nhiều màu. Mẹ đi tới đâu thấy bông rồi mẹ thích nè. Mẹ đây, xin về chồng luôn. Bông đó tự nhiên ở nhà mình nó hoa bây giờ tự nhiên. Sao mà nó dễ thương quá trời. Ờ đẹp quá ha. Đó, mình dạ. Có được mấy bông đó, mà không ai thấy. Dạ. Mình vừa tới chùa Pháp Tánh cả nhà ha. À, đây là chánh điện nè. Hello Sơn Hà. Đi nhà thờ hả? Này là chùa. Nó kêu nhà thờ. Đâu phải ở Đồng Nai đâu. Đi nhà thờ. Đi chùa. Nhà thờ chùa. Rồi vô thăm mấy bạn nè. Vô thăm cô nè. Nè nè chỉ cái máy. Lại vuốt lỗ mũi nè. Nội lại vuốt lỗ mũi cho con coi nè. Chưa tiểu. Mẹ khen chú tiểu làm đẹp quá trời. Vuốt lỗ mũi đi. Mẹ nó giống thằng bột quá. Xe hà sợ hả? Cái đèn xe. Rồi giờ mình vô thăm cô trước đi ha. Rồi mình rồi gặp mấy bé. Dạ, mẹ cầm 10 triệu gửi cho cô một con ha. Dạ. Nắng nó nghe chứ hè. À, bên đây là máy ấm Hà Lạt cô chú ha. À, mình về ngay vòng xoay Tân Kim Cần Giuộc Long An. À, ngay quốc lộ 50 thị trấn Cần Giuộc. Mình hỏi chùa Pháp Tánh cô chú ha. À, hoặc là cô chú mình có thể gọi điện cho Hoàng Sơn, hoặc là Hoàng Sơn có để lại số của thầy trụ trì của hai chùa. À, cô chú mình có thể liên lạc trực tiếp để giúp đỡ mấy bé nha. Còn nếu mà như mình ở xa mà tới không được đó, thì cũng có thể nhờ Hoàng Sơn, nếu mà như mình có chuyến đó, mình qua mình thăm mấy bé rồi gửi giúp cho cô chú luôn. À, có người tặng gạo cho chùa. À, chào cô. Sơn Hà. Con Sơn Hà. Sao nhảy tọt lên ghế lại vậy? Dạ, vậy mẹ gửi tiền cho cô trước cho con luôn. Dạ, thưa cô. À, có cô Kim, chị Kim á, gửi 10 triệu giúp đỡ mấy bé. À, nhà mẹ gửi cho cô luôn. Dạ. Cô Kim gửi về 10 triệu cho chùa để chạy chùa. Dạ. Dạ con mấy bé khỏe hả cô? Dạ khỏe. Dạ. Bé hai ống. À. Nay đi mổ. Đi mổ hả? Mổ vậy là mổ dứt luôn chưa hay là chỉ vệ sinh thôi cô? Chưa biết nữa. Dạ. Bé hổm có thở mà phải đặt cái ống bên ngoài. Rồi, ta theo dõi. Dạ. Nếu được thì ta mai lại. Còn dạ. Không được thì thay ống. Dạ. Nếu không được thì thay ống. Dạ. Chi phí nhiều không con? Chưa biết. Chưa biết rồi ha. Có bảo hiểm chứ. À dạ, cũng đỡ ha. Dạ. Dạ. Có ai tặng gạo hay gì hết con? Dạ. Dạ. Nước đi Sơn Hà. Nãy vô thưa bà con Sơn Hà nè. Dạ. Nay làm bánh mứt gì không con? Dạ không, nay chỉ xay nướng rồi. Dạ. Nay bà con cũng ít có đến thôi con, bán cũng hay chậm ha. Nước ngon không con? Nay vẫn là 54 bé hả con? Dạ. Chuối hả? Dạ, xin chuối. Con xin chuối đi. Bà cho con chuối nghe. Thôi bà. Tự nhiên quá vậy ta. Ăn bé là cay. Ấm lễ Phật đản đây làm lớn không con? Cũng bình thường. Dạ. Tại vì đây lo chăm sóc mấy bé nên không có tổ chức chương trình nhiều ha. Cũng có đi xe qua. Dạ hả con? Ba, ăn đi.
À, cảm ơn Sơn Hà. Con mời bà thôi. Con mời bà đi. Con mời bà. Thôi con mời bà nội đi. Rồi, cảm ơn con nhé. Đi đâu nữa? Dạ nãy con mới bên chùa Giác Nguyên qua. Dạ cũng xong rồi. Ai vậy con qua thăm mấy bé xíu con ha. Mùa này bà con ít tới chùa nên là chùa cũng buôn bán không được tốt mà. Dạ. Mấy bé đang chuẩn bị ăn cơm. À, chào con. Chuẩn bị ăn cơm hả chị? À. Ủa sao chuẩn bị tập sách đi đâu nữa? Chạy đi học. Vậy làm tranh hả? Dạ. Làm tranh hả? Dạ làm mà. Chú tên Sơn. À, mình lấy từ hộp mình chấm keo ha. Hả? Kéo vào năm nữa hả? Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn con. Bé ăn hết rồi hả chị? Dạ. Ăn hết rồi phải không? 10 giờ mới ăn. 10 giờ hả? À, vậy giờ chưa tới giờ. Đang nổi hả? Ủa nay hè mà chị. Bé chào con. Rồi. Rồi chào con. Ở mình không có mướn thầy đến dạy ha anh chị? Dạ có dạy ở trường mình luôn. À là qua bên kia học hơn. Dạ chuẩn bị tập sách cho mấy bé hả chị? Dạ. Hôm nay mấy bé lớn rồi đầu cái tới học nữa ha. Không riêng về ăn uống sức khỏe và tốn thêm chi phí đi học nữa. Chào con. Mình nói là mày đi học. Dạ. Anh biết rồi đúng không? Dạ. Đây qua cho mấy bé học đi. Ủa? Bên đây là mấy bé nhỏ chơi. À, khu sinh hoạt chung. Còn học thì phía bên kia. Trai đông hơn gái à? Xin chào. Hả? Đi được rồi. Chào chú. Chào chị. Bé ở cái cổ giờ đang đi bệnh viện hả chị? Dạ. Còn bé này khỏe hả? Chỉ có nhỏ thôi phải không? Dạ, nhỏ. Ẩm cho bú. Chỉ có bé não. À, còn một bé bị bệnh não bên kia, não có nước. Giờ ở trên đó là mình giao cho bên bác sĩ lo hết hả chị? Có người nhà đi. Cũng phải có người nhà nữa dạ, hả? Dạ, người nhà lên nuôi. Dạ. Tôi hết nó xuống rồi. Mấy bé sơ sinh thì ở trong phòng luôn đây. Mấy bạn nhỏ thì đeo ngoài dòm. Cô Vũ thấy nhỏ nhỏ không khen. Rồi lớn lên thì giờ qua bên kia học thì thầy cô bày dạy. À, chi phí quá trời nhiều luôn. Còn lúc trước dịch đó là cả mười mấy đứa, mười đứa là còn đỏ mà nó dễ thương lắm nha. Cô nó lành lắm. Chưa vô mùa me thì kiếm việc khác làm hả? Dạ. Thời gian chính là chăm bé. Đảm dạ, đổi đầu cái phụ làm me làm mứt. Đúng tên em là dạng là cái gì cũng có cho nó. Mình làm đây suốt luôn, ngày nào cũng suốt có mặt. Con ở đây suốt mà, con ở đây luôn á. Ở đây luôn. Dạ. Giờ về nhà sao? Không? Con ở Vĩnh Long nữa. Vậy hả? Sao lên đây xa quá vậy? Rồi con có xa vậy? Bà con mới mất đây nè. Bà con tú đây mà. Vậy hả? Bà đây. Dạ. Con Nó lại sập.
rồi sau này cái bỏ càng ngày càng nhiều, nay tới 50 mấy bé luôn. Có nhiều bé thì không có sức khỏe tốt đó, giống như nãy có một em bé phải mổ ở cái cổ nè, rất là nhiều ha, mình phải tốn thêm mẫu mẫu nuôi riêng. Rồi bây giờ mấy bé này lớn nè, phải chuẩn bị chuyện ăn học nữa, thuê thầy cô giáo về. Chào con. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình trở lại thăm mấy bé chùa Pháp Tánh ha, và gửi giùm quà của chị Kim cho hai chùa, chùa Giác Nguyên và chùa Pháp Tánh. Và hình ảnh cùng bà con, cô chú mình mà có đến ủng hộ chùa hoặc là giúp đỡ mấy bé đó thì lên YouTube gõ chùa Pháp Tánh hoặc là lên Google gõ chùa Pháp Tánh, chùa Giác Nguyên đều có số điện thoại ha, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hay là số của trụ trì bên dưới. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều đã đồng hành cùng Nam Việt trong chương trình thiện nguyện. Giờ ở đây là chùa ở Long An, xa thành phố, xa Sài Gòn nên cũng ít được bà con biết đến, nên là hy vọng video này thì cũng là cái video để Hoàng Sơn giúp chia sẻ thêm thông tin đến với bà con mình ở xa. Cô chú mình có gì chia sẻ giùm hen để nhiều người biết đến chùa. Rồi tạm biệt cô chú. Cảm ơn chị Kim và bà con đã đồng hành. Hẹn gặp lại.